Sinh ra ở huyện miền núi Anh Sơn, tuổi thơ của nữ trọng tài quốc gia Nguyễn Thị Thi sinh năm 2000 gắn liền với nương rẫy, núi đồi. Vừa là đam mê, vừa nhận ra năng khiếu của mình chính là bóng đá. 3 năm cấp 3, em đã chủ động tham gia tất cả các giải bóng đá mà trường phát động và có những thành tích nhỏ khi tham gia Hội Khỏe Phù Đồng. Khi xác định thể thao sẽ là sự nghiệp của mình, tốt nghiệp cấp 3, Thi một mình vào Đà Nẵng để thi vào trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Với đam mê và nghị lực của mình, cô sinh viên này không những tốt nghiệp loại giỏi, dạy học bổng các kỳ mà còn đủ điều kiện để học và trở thành trọng tài quốc gia. Nữ trọng tài quốc gia Nguyễn Thị Thi chia sẻ, bên cạnh những yêu cầu về sức khỏe, để trở thành trọng tài cần phải bản lĩnh vững vàng về tâm lý. Ngoài ra, Thi luôn giữ một thái độ cẩn thận và chu đáo trong mọi trận đấu. Cô thường là người đến sớm nhất trong ban trọng tài để khảo sát tình hình sân bãi và chuẩn bị cho công việc một cách chuyên nghiệp nhất. Tuy công việc hấp dẫn đúng với đam mê, song thu nhập từ các giải không đủ để trang trải cuộc sống, nên những trọng tài nữ như Thi thường phải cùng lúc nhiều công việc khác như giáo viên thể chất, huấn luyện viên các lớp phong trào. Sau 4 năm làm nghề, tâm sự thêm về những vất vả khó khăn khi là một trong những trọng tài nữ, Thi chia sẻ. Là trọng tài nữ, chúng tôi phải giảm tối đa những tình huống va chạm trên sân và chú ý chăm sóc bản thân tốt hơn. Hồi mới làm nghề, vì chủ quan nên tôi đen và xấu hơn rất nhiều, mãi sau này mới nhận ra và thay đổi. Khi điều hành những trận đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng, chúng tôi thường sẽ dùng kem chống nắng. Tuy nhiên, đã theo đuổi công việc này thì đen da một chút cũng là điều bình thường.